After completing your DS-116, you need to schedule US visa appointment. This requires paying the visa fee, picking the interview location and date of your visa interview. Để lên lịch phỏng vấn xin visa Hoa Kỳ, bạn cần có sẵn thông tin, tài liệu sau. Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ thời điểm dự kiến rời khỏi Hoa Kỳ. Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ em, cần phải có hộ chiếu riêng cùng mẫu đơn DS-160 riêng. Biên nhận thanh toán phí xét đơn thị thực MRV, trang xác nhận của DS-160. Chú ý là mã vạch trên đơn DS-160 của bạn phải trùng với mã vạch trên trang xác nhận cuộc hẹn. Bạn không được sử dụng lại đơn DS-160 đã sử dụng trong lần phỏng vấn trước đó. Bạn cần một ảnh màu kích thước 5cm mới chụp trong vòng 6 tháng gần nhất trên nền trắng, không đeo mắt kính, không chỉnh sửa. Cần một địa chỉ email của bạn cùng các giấy tờ cần thiết tùy theo loại visa mà bạn xin. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang web của đại sứ quán để đặt lịch hẹn. Mình sẽ đánh chữ U nó hiện ra luôn gợi ý này, chính là trang web ustraveldocs.com. Đặt lịch hẹn. Thì ở đây có một visa không định cư. Nộp đơn visa ở đây. Trả phí visa, hoàn thành đơn xin visa DS-160. Thiết lập lịch hẹn ở đây. Thì mình sẽ vào phần schedule my appointment. Ở đây có thay đổi ngôn ngữ ở đây này, là thay đổi sang tiếng Việt Nam chẳng hạn. Bạn sẽ tích vào đây thay đổi. Lên lịch hẹn, lên lịch cuộc hẹn ở phía cuối này. Sau đó bạn click vào trang web. Bạn cần một cái tài khoản, nếu như lần đầu bạn vào thì bạn cần phải tạo một cái tài khoản dùng mới ở đây, đúng không? New user trong tiếng Anh là nó hiện ra như thế. Tích vào chính sách quyền riêng tư, đánh mật khẩu ở đây thì mình sẽ vào được này. Cái mã không đúng nên là mình phải đánh lại. Cái mã ở đấy nó hơi khó nhìn, nhưng khi mình đánh lại thì cuối cùng thì cũng vào được. Bây giờ mình sẽ cần phải thiết lập lịch hẹn. Ở đây là thể hiện được thông tin visa ở đây nè. Mặc dù là nó dịch sang tiếng Anh đúng không? Ngôn ngữ tiếng Anh ở đây lại một lần nữa mình phải chuyển sang tiếng Việt này. Đối với những bạn mà không biết tiếng Anh ấy, mặc dù là nó có thể mục chuyển sang tiếng Việt như này, bạn sẽ có thể dễ hình dung ra. Nhưng trong quá trình điền hồ sơ và thông tin thì lại buộc phải sử dụng tiếng Anh, cái thông tin mà bạn phải nhập vào ấy. Còn thông tin ở bên ngoài trang web thì bạn có thể chuyển sang tiếng Việt được. Đấy do tại sao bạn vẫn phải cần thông thạo ngoại ngữ hoặc là nhờ bên dịch vụ thứ ba. Thì ở bên mình cũng có dịch vụ giúp các bạn hoàn thiện cái bộ hồ sơ này và tránh những sai sót trong quá trình điều hồ sơ nếu mà ngôn ngữ tiếng Anh của các bạn chưa thông thạo. Thì ở đây đơn tiếp tục này, đơn xin mới lên lịch hẹn. Bạn theo cái mục đơn lên lịch hẹn và truy cập vào thôi. Thị thực không định cư bạn chọn tiếp tục. Chọn cơ quan lãnh sự thì có hai địa điểm, đại sứ quán Hà Nội hoặc là lãnh sự quán Hồ Chí Minh. Thì ở gần Hà Nội mình sẽ chọn Hà Nội, từ Đà Nẵng trở vào thì là miền Bắc này. Các loại thị thực mình sẽ chọn thị thực công tác, du lịch và các loại khác. Đây chính là loại visa mà mình đang làm cho khách hàng của mình luôn. Thị thực công tác và du lịch B1, B2. Các thông tin chi tiết này. Ở đây mình có cái thông tin hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu, ngày sinh ngày bao nhiêu, quốc tịch ở đâu, tên tuổi. Bạn sẽ quan sát được cái lịch hẹn còn trống đầu tiên là ngày bao nhiêu ở ngay góc bên trái màn hình này. Rồi yêu cầu đặt lịch nhóm. Nếu có 2 người trở lên thì bạn sẽ cần thêm tên người thứ hai vào. Và cái hóa đơn thanh toán thì người ta chỉ phát cho bạn một phiếu và một cái mã vạch ấy thôi, nhưng nó sẽ dùng được cho cả nhóm. Thì lưu ý như vậy. Bạn điền hết cái thông tin này và chọn theo cái lịch giờ người ta yêu cầu là bạn đã hoàn thành xong cái bước đặt lịch hẹn. Nếu có một cái khó khăn hay câu hỏi gì thì cứ gọi theo cái số điện thoại mình để ngay dưới hotline này nhé. Nếu cần dịch vụ tư vấn visa, hoàn thiện bộ hồ sơ visa đi Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước thì liên hệ với bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại.